mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có Thần học vui và Tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Thánh Truyền theo 4 mục. Thứ nhất, tầm quan trọng, ý nghĩa và vai trò của Thánh Truyền đối với Mặc Khải. Thứ hai, Thánh Truyền là gì? Thứ ba, vai trò của Thánh Truyền đối với Thánh Kinh. Và cuối cùng, tín hữu làm thế nào để có Thánh Truyền hay để tham dự vào Thánh Truyền? Thứ nhất, ý nghĩa và vai trò của Thánh Truyền đối với Mặc Khải. Như các bài trước có nói, Mặc Khải của Thiên Chúa diễn ra trong lịch sử được ghi lại trong Thánh Kinh. Qua đó, Mặc Khải vẫn còn được lưu truyền cho mọi người ở mọi nơi, mọi thời. Thiên Chúa đấng đã nói xưa, nay vẫn nói với chúng ta qua Thánh Kinh. Tuy nhiên, không phải ai đọc Thánh Kinh cũng nhận ra được điều ấy. Nhiều người đọc Thánh Kinh mà cảm thấy sốc về những chuyện tày đình được ghi lại, như chuyện chiến tranh, giết chóc, ngoại tình, vân vân. Có những người đọc Thánh Kinh lại hiểu sai các chân lý của đạo, như những lạc giáo chẳng hạn. Họ đều chứng dẫn Thánh Kinh làm nền tảng cho những cách hiểu sai của họ. Thậm chí trong Tân Ước còn ghi lại câu chuyện ma quỷ dùng vài câu ở trong Thánh Kinh để lập luận cám dỗ Chúa Giêsu. Như vậy, việc đọc những câu chữ của Thánh Kinh tự nó không bảo đảm việc ta đón nhận được Mặc Khải. Ta cần một số điều kiện khác mà ở bài trước đã nói, đó là điều kiện đức tin. Ở đây ta cần nói thêm là đức tin đó phải là đức tin của giáo hội. Tức là phải có đức tin được nuôi dưỡng trong truyền thống của giáo hội, được tuyên xưng phù hợp với giáo huấn của giáo hội, thì ta mới đọc Thánh Kinh, mới đón nhận được Mặc Khải của Thiên Chúa. Như bài trước có nói, Mặc Khải trong lịch sử của Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh và được hiện tại hóa trong giáo hội của Đức Kitô. Tức ngoài việc được lưu truyền trong Kinh Thánh, cũng còn được lưu truyền trong truyền thống sống động của giáo hội. Truyền thống sống động của giáo hội chúng ta gọi tắt là Thánh Truyền. Ở đây ta thấy được vai trò và ý nghĩa của Thánh Truyền đối với Mặc Khải. Công đồng Vaticano II nói là một trong hai kênh lưu truyền Mặc Khải của Thiên Chúa. Kênh kia chính là Thánh Kinh. Vậy chúng ta trở lại tìm hiểu kỹ hơn Thánh Truyền là gì? Như trên con nói, Thánh Truyền chính là truyền thống sống động của giáo hội. Như bao cộng đồng nhân loại khác, giáo hội có những truyền thống được hình thành từ thời sáng lập, tức từ thời các thánh tông đồ, cũng như được lưu truyền qua dòng lịch sử. Nhưng nếu truyền thống của các cộng đồng nhân loại khác thường được lưu giữ ở trong ngôn ngữ, trong cách ăn mặc, trong phong tục, tập quán, v.v., thì truyền thống của giáo hội được lưu giữ trong các kinh nguyện, các công thức tuyên xưng đức tin, các sách vở, các nghi lễ phụng vụ, luật lệ, các thể chế và cách thức tổ chức đời sống Kitô hữu. Tất cả những yếu tố hữu hình đó hợp lại làm nên Thánh Truyền của giáo hội. Tuy nhiên, Thánh Truyền còn có một chiều kích vô hình, đó là tinh thần, vốn là hồn của những yếu tố hữu hình kể trên, làm cho các yếu tố đó sống động. Đó chính là tinh thần của Đức Kitô, tức là thần khí hay là Chúa Thánh Thần vậy. Chúa Thánh Thần vừa chính là tác nhân, vừa là nội dung của Thánh Truyền. Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà Mặc Khải có thể được bảo đảm truyền lại nguyên vẹn và chân thực qua các hình thức hữu hình của Thánh Truyền. Nếu không có Ngài là tinh thần của Đức Kitô, thì dù chúng ta có đọc kinh, có giữ các nghi lễ phong tục từ thời các tông đồ đi nữa, thì đó cũng chỉ là bề ngoài, là những hình thức chết. Chúng ta vẫn không bảo đảm có được tinh thần của các tông đồ, không bảo đảm có được Mặc Khải mà Thiên Chúa muốn truyền lại. Mặt khác, những nội dung hữu hình của Thánh Truyền như các công thức đức tin, các luật lệ, các giáo lý cũng chỉ là những phản ánh của một nội dung duy nhất, đó chính là Đức Kitô và tinh thần của Ngài. Chính là thần khí của Đấng Phục Sinh, là Chúa Thánh Thần vậy. Như vậy, để trả lời câu hỏi Thánh Truyền là gì, thì chúng ta cần chú ý đến hai chiều kích năng động và tĩnh của Thánh Truyền. Ở chiều kích năng động, Thánh Truyền là tiến trình, là bầu khí, là tinh thần của Đức Kitô, chính là Chúa Thánh Thần. Ở chiều kích tĩnh, Thánh Truyền là tập hợp các nội dung, hình thức,
các điều hữu hình được hình thành và truyền lại trong giáo hội từ thời các tông đồ và xuyên qua lịch sử. Giờ chúng ta chuyển qua điểm thứ ba, vai trò của Thánh Truyền đối với Thánh Kinh. Để hiểu vai trò của Thánh Truyền đối với Thánh Kinh, ta cần nhớ lại Công đồng Vaticano II nói Thánh Kinh và Thánh Truyền là hai kênh lưu truyền mặc khải hay là hai kênh lưu truyền lời của Thiên Chúa. Hơn nữa, ở bài trước chúng ta đã nói Thánh Kinh cần được đọc và hiểu và giải thích dưới ánh sáng và trong bầu khí của Thánh Truyền. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tín hữu cần đọc Thánh Kinh bằng tinh thần thái độ của Đức Kitô, tức là dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, đấng là tác giả của các bản văn Thánh Kinh. Nếu Thánh Kinh được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, thì Thánh Kinh cũng cần được đọc và hiểu dưới sự soi sáng của cùng một Chúa Thánh Thần đó. Ngoài ra, đọc Thánh Kinh trong bầu khí của Thánh Truyền còn có nghĩa là đọc, hiểu và giải thích Thánh Kinh sao cho phù hợp với những giáo lý, giáo huấn và những giải thích mà giáo hội công nhận từ xưa tới nay. Tức là tuy ta không cần phải lặp lại y chang những giải thích có sẵn mà giáo hội công nhận, ta có thể có những giải thích mới lạ nhưng không được mâu thuẫn, trái nghịch với những định hướng chính mà giáo hội đã đưa ra từ trước tới nay. Vai trò của Thánh Truyền đối với Thánh Kinh còn được thể hiện ở chỗ, tuy Thánh Truyền không chứa đựng hay nhằm bổ túc những chân lý cứu độ mà Thánh Kinh còn thiếu. Vâng, giáo hội không nói rằng Thánh Kinh còn thiếu một số chân lý cứu độ nên cần phải có Thánh Truyền bổ túc thêm, không phải. Nhưng giáo hội nói rằng Thánh Truyền lại có thể giúp tín hữu tìm ra những ý nghĩa của Thánh Kinh mà bình thường chỉ đọc bản văn Thánh Kinh thôi, ta không thể tìm ra được. Chính vì thế mà khi đối thoại với nguyên tắc Sola Scriptura, tức là duy Thánh Kinh của anh chị em thệ phản, giáo hội khẳng định rằng Thánh Kinh đã chứa đựng đầy đủ mọi chân lý đức tin. Nhưng ta không thể chỉ đọc Thánh Kinh mà tìm ra mọi chân lý đức tin cần thiết, mà còn phải tham khảo Thánh Truyền và đọc Thánh Kinh dưới ánh sáng của Thánh Truyền. Như vậy, tóm lại, Thánh Truyền giúp tín hữu đọc, hiểu và giải thích Thánh Kinh cách đúng đắn để họ tìm ra ý nghĩa đích thực và mang tính cứu độ của Thánh Kinh, và đồng thời đón nhận được mặc khải của Thiên Chúa ngang qua Thánh Kinh. Thánh Truyền còn giúp tín hữu tìm ra những ý nghĩa của Thánh Kinh mà nếu chỉ đọc bản văn thôi thì ta khó hoặc không thể tìm ra được. Điểm thứ 4, tín hữu làm thế nào để có thể có Thánh Truyền? Để trả lời câu hỏi này, ta cần nhớ lại hai chiều kích của Thánh Truyền. Ở chiều kích tĩnh, để có Thánh Truyền, tín hữu cần học hỏi, tham khảo các điều tông truyền mà giáo hội truyền dạy như tín điều, giáo lý, luật lệ, nghi thức, lời dạy bảo, v.v. Họ cũng có thể đọc các tác phẩm của các giáo phụ, của các thầy dạy chân chính trong suốt lịch sử giáo hội. Ở chiều kích năng động, tín hữu cần có Chúa Thánh Thần, tức cần cầu nguyện, tham dự phượng tự, các bí tích, tham gia các đoàn thể và các hoạt động đạo đức, mục vụ, bác ái tại cộng đoàn giáo hội địa phương. Vì Thánh Truyền là tiến trình sống động, nên Thánh Truyền liên quan đến toàn bộ đời sống của tín hữu ở trong giáo hội, chứ không chỉ là hoạt động học hỏi hay thủ đắc những điều cụ thể. Vậy tóm lại, để có Thánh Truyền, tín hữu cần tham dự đi vào trong đời sống của giáo hội với tất cả những chiều kích giáo lý, phụng vụ, mục vụ của đời sống ấy. Như vậy, trong bài này chúng ta đã tìm hiểu về Thánh Truyền là gì, vai trò của Thánh Truyền đối với mặc khải và Thánh Kinh, đồng thời vấn đề làm thế nào để tham dự vào Thánh Truyền. Trong bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về huấn quyền. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con tìm một nơi yên tĩnh, hít thở thật sâu và nhắm mắt lại để hồi tâm những khoảnh khắc trong ngày sống hôm nay. Thank you.
học được gì về bản thân và những trải nghiệm của mình. Hôm nay, con cảm nhận mình được mời gọi làm điều gì? Con được mời gọi trở nên người như thế nào? Con xác định một thái độ và hành động cụ thể cho ngày mai để đưa mình đến gần hơn lời mời gọi đó. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.